Rồi đây mọi người về cái lá nè. Đó, đơn giản vậy thôi, có gì đâu khó. Cái đường xương. Xong rồi mình sẽ vẽ cái ra đó. Đó. Đơn giản vậy ha. Cái này nó chưa có đậm lắm. Bây giờ mình sẽ dùng cái viết màu này đi ha. Mình sẽ dùng màu 43. Mình sẽ tô đậm cái lá hết đã. Tức là mình sẽ tô đều cái lá nè. Mọi người sẽ tô theo mình nha. Nói chung ở đây là dành cho dân không chuyên nha. Mọi người không chuyên, mọi người tập sự sự sơ sơ. Giống như bản thân mình cũng đang không phải là người chuyên ha. Tức mình không có chuyên về hội họa. Mình chuyên về thiết kế những cái công trình chụp hình này nọ thôi. Nhưng mà mình cũng có thể vẽ được sơ sơ. Nhớ là đi cái nét mỏng mỏng thôi. Đảm bảo là cái clip này đăng lên là nhiều nhiều người dân chuyên sẽ vô bình luận nè. Nhưng mà chuyên hay không chuyên không quan trọng bằng tập luyện cả nhà ơi. Đó, mình để cái lá nè. Rồi, sau đó bây giờ mình sẽ đi nhấn nhá lại. Cái chỗ nào bên ngoài của mình nè. Mình tô nó lại đậm đà hơn. Cho nó có đường xương nè. Đó. Bây giờ vẽ như thế này mới tốn 500 cái viết ngày nè. Chứ vẽ xịn sò quá là không có tốn 500 cái viết đâu. Tiếp tục cứ thế cứ thế cứ thế cứ thế. Rồi sau đó bạn có thể dùng thêm một cái viết màu đen. Bạn nhấn lại cho cái đường gân này nó lên một chút. Cái này là đi những cái nước này gọi là tả nè. Tả cái đường đường xương nè cho nó rõ ràng hơn. Đó. Nói chung là bạn có thể tập từ 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 từ. Đây là những cái sơ giống như kiểu đây là cái câu chuyện mà hồi mình mới tập vẽ thì nó nham nhở vậy đó. Nhưng mình đang dạy là bạn cách nham nhở. Chứ còn mới vô biểu mà chuyên nghiệp bạn không chuyên nghiệp được đâu, chắc chắn. Đây là cái cách vẽ rất là nham nhở hồi mình mới tập vẽ. Bây giờ thì vẽ đỉnh hơn rồi nhưng mà không khoe đâu. Bây giờ mình chỉ vẽ là cái đó. Cái cuốn này ha. Đó. Rồi mình sẽ dùng cái viết xanh này làm một lần nữa mình phớt. Mình gọi là phớt cho nó có liên quan ăn nhập nhau xíu. Rồi sau khi phớt rồi mình lại phớt một lần cuối cùng cho nó đồng màu lên nhẹ nhàng. Rồi đây là bước sơ khai. Mọi người có hình dung cái lá của mình á thì nó sẽ có những chỗ nào mà người ta thấy á là nó sẽ sáng. Ví dụ như cái vùng này nè là người ta thấy là sáng nè, vùng nào người ta không thấy là tối, đúng không? Vậy thì cái vùng sáng mình phải chăm thêm ít màu vàng. Kiểu cho nên vùng vùng sáng này cho nó lên chút đỉnh này, cho nó sáng sáng lên nè. Đó. Đánh khối nó lên. Cái vùng sáng là cái vùng không phải chỗ cái gân á, là người ta sẽ thấy là sáng nè. Đó, thấy chưa? Là vùng sáng nè, đó. Tức là theo nguyên tắc là chỗ nào người ta thấy là nó sáng, còn chỗ nào ta không thấy là tối. Thấy chưa? Mình đánh sơ sơ lên. Rồi cái chỗ nào mà người ta không thấy mình đánh lần lần nó cho nó tối lại luôn đi. Cái đường này nó hơi có được chưa được gọi là tự nhiên lắm. Đó rồi cây lá. Cũng xin chứ bộ. Hello hello hello, đây là cái lá của mình nè. Rồi.